Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Good morning Little Sài Gòn và buổi sáng thứ hai ngày hôm nay xin kính chào quý vị đến với chương trình cà phê sáng của Little Sài Gòn TV. Uh, Little Sài Gòn TV có ở trên miền Bắc California, đài 16.11 ở Houston, Texas là đài 27.6 và miền Nam California là 56.10 cũng như chúng tôi có ở trên Little Sài Gòn tin tức trên trang Facebook và Little Sài Gòn TV official ở trên trang YouTube quý vị có thể coi live stream cũng như là có thể coi lại sau đó nhiều chương trình khác nhau của Lido Sài Gòn TV à, ngày hôm nay xin được thông báo có một à, cái à, sự việc rất là đặc biệt đó là trong phần 3 và phần 4 của cà phê sáng ngày hôm nay sẽ có hai phóng sự do Ngọc Lan gửi về từ Alaska thưa với quý vị à, Ngọc Lan và mem, team member của Lido Sài Gòn TV đang có mặt ở ngay tại Alaska Phóng sự gì và chuyện gì à, Ngọc Lan sẽ mang đến cho quý vị trong phần 3 và phần 4 của chương trình ngày hôm nay. À, ngày hôm nay thì người làm việc chung với tôi, đáng lẽ phải có mặt rồi nhưng mà chưa thấy có mặt, với quý vị. À, ngày hôm nay thì à, trong phần tin vào buổi sáng đó, dĩ nhiên là sẽ nói tới cái việc mà ông Trùm Wagner, ông Prigozhin à, với lại những người mà người Nga họ gọi là nổi loạn đó, tiến vào Moscow. Moscow như thế nào thì chúng tôi sẽ nói trong phần thứ hai của cà phê sáng ngày hôm nay nhưng mà phần đầu đó có nhiều người vào cuối tuần vừa qua hỏi chúng tôi là là sau khi mà những người tham gia con tàu lặn Titan đi nhìn con tàu Titanic đó nhìn ngắm cái xác tàu đó bị tử vong như vậy thì có truy cứu trách nhiệm đối với công ty OceanGate uh, Ocean Gate hay không? Công ty Ocean Gate là công ty nhỏ có văn phòng trụ sở đặt tại Everest, tiểu bang Washington. Thế thì khi mà đã ký vào cái hiệp định hay là ký vào một cái thỏa thuận là mình đi trên con tàu này nếu có gặp rủi ro gì thì mình không có kiện cái hãng này được. Nhưng mà kiện được hay không? Theo như các nhà chuyên gia vẫn có thể kiện được nha quý vị. Những người còn sống mà phụ thuộc vào những cái nguồn lợi tức từ những người đã qua đời thì vẫn có thể kiện công ty được nhưng mà có lý do để kiện à, theo như bài phân tích ngày hôm nay của các chuyên gia về luật hàng hải thì họ cho biết rằng là vẫn có thể kiện công ty này được mặc dù là trong ba trang đầu cái thỏa thuận để mà xuống con tàu thai để để mà đi đó thì đã có viết rõ ràng là không có kiện cáo gì hết nếu gặp trường hợp rủi ro rồi à, miễn trừ à, gọi là tố tụng này kia và những cái trang đầu họ có ghi rõ ràng là cái sự chết nó đến với lại những người mà đi tham gia con tàu như vậy đó. Trong ba trang đầu có ghi rõ ràng luôn. đó Nhưng mà theo như các chuyên gia phân tích, nếu họ tìm ra được nguyên nhân của vụ nổ cái tàu Titan trong lúc mà đi xuống dưới vùng biển để mà nhìn sát con tàu Titanic có những cái lỗi về thiết kế, những cái lỗi về an toàn và những cái lỗi về những cái gọi là bảo trì của cái con tàu Titan con tàu đó mà không được xem xét kỹ càng về độ an toàn trước khi đi xuống thì vẫn có thể kiện công ty được à, nhưng có nhiều người đặt vấn đề là cái công ty ở Everest Washington đó công ty Ocean Gate cái tài sản của họ có đủ để mà trang trải cho những cái chi phí hay không thì đây là một cái công ty nhỏ tài sản của họ chắc chắn là không đủ để chi phí, nhưng vẫn có thể đòi tiền từ bên bảo hiểm liên quan. Thì công ty bảo hiểm sẽ chấp nhận những cái đơn kiện đó hay là công ty bảo hiểm cũng sẽ với công ty Ocean Gate để phản đối lại tất cả những cái đơn kiện đó như thế nào? Trừ trường hợp mà tìm ra được nguyên nhân tại vì các chuyên gia ngành hàng hải, luật sư về hàng hải đó À quý vị còn nhớ là năm hình như là năm 2000 có một cái vụ nổ cái tàu Deep Horizon cũng rất là lớn và cũng có những luật sư chuyên về luật hàng hải họ tham gia cái vụ kiện đó thì những người mà đã từng có những cái vụ kiện về những cái bộ luật về hàng hải về cái sự an toàn khi mà xuống tàu đi như thế nào đó thì họ cho biết rằng là luật hàng hải có từ năm 1920 và họ bảo vệ những cái người mà đi xuống những con tàu, tàu ngầm hay là cái tàu bình thường để mà đi tham quan, đi du lịch, đi chơi vân vân. Thì có những cái luật để bảo vệ những người đi như vậy và họ sẽ dùng những cái luật đó để mà kiện công ty Ocean Gate tại tiểu bang Washington. Nhưng mà cái tài sản của của công ty này chắc chắn là sẽ không có đủ để trả cho những người đã À, đi trên cái con tàu đó và vì thân nhân của họ đang kiện nếu mà có cái vụ kiện xảy ra ngay giờ phút này sáng thứ hai ngày 26 tháng 6 thì không có thấy một cái đơn kiện nào cả nhưng mà cái vụ kiện vẫn có thể xảy ra bởi vì họ đang tìm kiếm và điều tra à, thưa quý vị à, vào cái ngày mà họ tuyên bố rằng là cái tàu Titan thân đã bị nổ và không có còn cơ hội để tìm kiếm thì đội mà đi tìm kiếm cái xác con tàu này đó mặc dù đã ngưng hoạt động tức là không còn đi tìm kiếm nữa nhưng những cái tàu lặn mà dùng remote control đó tức là tàu lặn không người lái đó những cái 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 ROV đó vẫn tiếp tục dò tìm những cái mảnh vỡ của cái tàu Titan để tìm coi là có những cái dấu vết gì có những cái bằng chứng gì cho thấy đó là lỗi sơ suất gì của con người hay không À công ty Ocean Gate thì trước đây cũng đã từng bị một số các chuyên gia cho rằng là không đủ an toàn để đi xuống vùng biển mà 4.000 km, 4.000 km dưới độ sâu như vậy. Họ nói rằng là sau khi xem xét con tàu Titan thì nó có thể được chịu đựng được là xuống khoảng 1.300 tới 1.500 km dưới mặt biển mà thôi. Không đáng để mà đi xuống sâu như vậy vì những cái là mà họ nói rằng là có những cái lỗ hổng về cái thiết kế cái cấu trúc của con tàu như vậy. Quý vị thấy đây là cái hình ảnh của cái 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 con tàu Titanic, cái con tàu Titan nè. Ở à đằng trước này thì có một cái ống kính để năm người ngồi bên trong có thể nhìn ra. Đó, đây là cái 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 ống kính à, quý vị nhìn thấy màn hình đó, đây là cái ống kính. Năm người nhìn ra từ đây. Cái tàu ROV mà đi tìm kiếm thì xuống dưới độ sâu khoảng 3-4 ngàn mét được 3-4 ngàn mét nha quý vị nha Hoặc là km xin lỗi 3-4 ngàn mét Thì họ tìm được một cái phần Của cái phần đuôi của cái tàu Titan rồi Đây là cái phần đuôi nè đó, Họ tìm được cái phần này Và những cái mảnh vỡ khác Của cái thân của cái tàu Titan Đó Từ đó họ sẽ mang về để phân tích Đó Đội tìm kiếm, tức là những người mà tham gia vô công việc đi tìm kiếm đó thì đã ngưng hoạt động Tức là không còn đi tìm kiếm nữa Mà bây giờ họ dùng cái ROV để đi lạnh sâu hơn Và tìm kiếm coi là cái mảnh vỡ của cái tàu ta thành nó như thế nào Mà mang về để nghiên cứu Thì các chuyên gia có nói rằng là đáng lý ra con tàu này không nên đi Và con tàu này cũng đã dự định là không nên đi, không 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 đi cái chuyến này nữa rồi nhưng mà vì lý do nào đó thì họ vẫn tiếp tục đi họ cho rằng là cái cái sự an toàn nó cao hơn là cái rủi ro đó thì hiện tại đó năm người à, mà trong đây đó thì có một người là thủy thủ một người là là trưởng đoàn đó tức là ông, uh, ông token rush ông là người sáng lập ra công ty ocean gate nha ông là cái người mà lái cái tàu tây tần này rồi một tỷ phú người anh là hamming harding Ông, 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 ông Harding đó là tỷ phú người Anh nè. Rồi hai cha con người Pakistan nhưng mà quốc tịch Anh. À, rồi một người Pháp là một người hải dương học. Người Pháp là Paul Henry uh, là những người đã có mặt trên con tàu này. Cho nên uh, cho tới ngày hôm nay thì chưa thấy những người này, thân nhân của những người này khởi kiện. Nhưng mà cái sự việc mà kiện được hay không vẫn có thể xảy ra. Nếu họ tìm ra được bằng chứng cho thấy là cái con tàu này đã được cảnh cáo và đã có những cái lỗi về an toàn, lỗi về bảo trì, lỗi về thiết kế cấu trúc mà đưa con tàu Titan này xuống vùng uh, Đại Tây Dương để mà nhìn thấy cái xác tàu Titanic. Uh, cho nên uh, chuyện chưa chấm dứt ở đây và hiện nay thế thì cái tàu ROV vẫn đi tìm kiếm những cái mảnh vỡ chung quanh cái khu vực này. Người ta hỏi là chuyện gì xảy ra, cái vụ nổ như thế nào, vụ nổ. Nó nhanh đến nỗi mà người ta tính là một trên một ngàn phần của một giây đồng hồ. Có nghĩa là người ta chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã nổ, bể hết rồi. Và những người ở trong cái khoang tàu tần đó, họ chết một cách bất ngờ, không biết cái chuyện gì đã xảy ra luôn nữa. Đó là cái câu chuyện xảy ra đối với tàu đi nhìn sát tàu Titanic. À chúng tôi sẽ trở lại sau một ít phút thông tin thương mại quảng cáo cho bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay.